À, tòa nói là mê của quý bự mới yêu giờ mới khổ. Ai nói Bà chủ tòa bà nói thật? cái gì vậy bà Bà chủ tòa, bà nói thật luôn hả? nói thật bà nói chị tự trên này đi xuống Bến Tre mê của quý bự Trời giờ đất dắt ơi, con về nuôi đi. Bà không xử luôn, phải không? mà tự bà giải quyết ra tòa ra đơn ký luôn à, chứ bà không xử luôn. Nhưng mà có bự thật không? Thiệt. Bự thiệt luôn hả? Mà... Chào chị nha. Chị có thể giới thiệu là chị tên là gì? Lê Thị Thùy Trang, chị Trang là ở đâu? ở thị trấn An Lạc Thôn, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng rất xa. Hôm nay chị Trang về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Tìm con. Tìm con. Con của chị tên là gì? Nguyễn Thị Bích Ngọc. Bé là năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Nay 17 tuổi. 17 tuổi. Bỏ đi lâu chưa chị? 11 tây tháng 5. Tháng 5 năm rồi. Ôi trời đất ơi, vậy là gần một năm trời rồi hả? Tháng 5. Nay tháng 4 rồi. Vậy là sang tháng là được một năm rồi. Đi kiếm hoài, kiếm không gặp. Giờ đi lên nhờ hiệp sĩ Hải kiếm giùm. Rồi hôm nay là chị về đây cùng với ai? Đi nhà ông anh nó sớm chở. Ông anh hàng xóm hả? Rồi ông xả đâu? Xã tôm nay 11 năm rồi, 12 năm. Tháng 11 tới này là 12 năm rồi. Ồ, thôi lâu vậy rồi hả? Như vậy có giấy hồng thú đâu ra tòa mà cấp dưỡng con đó mà nó không chịu, nó không còn gà trống còn gà giò đó, Là sao? không cấp dưỡng. Tòa đòi cấp dưỡng con mà không cấp dưỡng. Nhỏ này mới có 7 tuổi thôi, thằng trai mới có 12 tuổi à. Vậy là bản thân chị là mẹ đơn thân Tới giờ nuôi tới giờ luôn, còn ông xã là từ khi mà đường ai nấy đi là không có chu cấp cho con cái. không Ủa được sao? mẹ con sống, Sao cha mà sao sống kỳ á? ổng đi ra ngoài kiếm con mà nó dắt dao nó chém đó, Chém ai? chém mẹ chém chị. Ủa sao kỳ á? Chị lên chị hỏi chứ Hiển á, con có ra đây á, thì nói cho biết khỏi đi kiếm. Nó nói không biết ngọc ngà gì hết trơn á, nó dắt dao nó chém Trời đất chị đi ơi, về. sao vụ phu dữ hả? Trước kia sao mình yêu? Nó ở tòa nói là mê của quý bự mẹ yêu giờ mới khổ. Ai nói Bà chủ tòa bà nói thật? Bà chủ tòa, bà nói thật luôn hả? vậy. Thật không? Bà nói chị tự trên này đi xuống Bến Tre mê của quý bự, Trời giờ đất dắt ơi, con về nuôi đi. Bà không xử luôn, phải không? mà tự bà giải quyết ra tòa ra đơn ký nhưng luôn à, chứ bà không xử luôn. nhưng mà có bự thật không? Thiệt. Bự thiệt luôn hả? Mà nói lại bà nói cấp dưỡng cho con, hỏi theo ai, theo mẹ không à. Vậy giờ sao cha không theo, đất liền cha hết mà sao không theo. Nói, thôi theo mẹ có cơm cơm cháu cháu hai đứa nhỏ xíu à, rồi dắt về tới giờ. Vậy là trước kia là chị gặp chồng của chị ở đâu? Bến Tre. Bến Tre là lúc đó là mình làm ma hay là yêu? Ai là Mai? Rồi đó rồi cũng lên cắt lúa rồi đó, bà mẹ nuôi nó trên này đó. Mẹ cũng chịu, cha cũng gả đại tới giờ. Lúc đó mình có yêu không? Thì cũng nhỏ cũng ham thái mới khổ. Nhưng mà cái thời đó là chị, lúc đó là năm đó là chị bao nhiêu tuổi? Đó chị em 2 tuổi đó, đó đâu có biết như bây giờ đâu, đó phải như có thành phố giờ chứ đâu khổ. 22 tuổi lúc đó là mình lấy chồng, vậy là sớm hay là trẻ? Hay là Lấy trễ? sớm lấy Nhưng mà lúc đó là mình có máu có biết đâu nói. không? Thấy yêu đại mà Yêu yêu xong về là mình có thích không? giờ mới khổ lắm. Về lúc thời đấy là ban đầu là hạnh phúc không chị? Cũng mười mấy gần 20 năm đó, Là hạnh phúc ha. Sau đó bây là giờ chứng chứng con này con kia cho đi biển mướn bạn đi thì về không có tiền rồi đi này kia đó. khổ thân chưa kìa. Chị khổ quá giờ chị hết ham gì nữa rồi, giờ chỉ cần Chị năm con. nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị 46 à. 46 tuổi đang còn trẻ mà. Mình có tính lấy ông nữa không? Sao thế? Sợ quá rồi. Giờ ở con cháu. Sợ đàn ông rồi hả? Vậy trong quá trình mà chung sống với ông xã có rượt đuổi đánh lần nào không? Trời, quýnh chị mẹ rước về nuôi tới tháng trời mới đi được đó. Sao cái lúc đó ban đầu như vậy mình không bỏ luôn đi từ đầu đi? Bởi vậy mẹ thấy cái hoàn cảnh con cái, suy nghĩ về con không mà không có nghĩ đi, thành ra tới giờ Khổ ha.
lấy chồng, nhờ chồng mà cuối cùng chồng cho lên bờ xuống ruộng này. khổ. Giờ đi mà người mẹ con có nhà có cửa đồ hết mà con đi bỏ vậy buồn. Vậy là con có thường xuyên ra ông xã không? Cũng không có biết nó đi làm nuôi nó không, mà hai đứa không có nghĩ là nói là có liên lạc đâu. Nó không có đi gì đó đâu, có vụ có điện thoại điện gì đâu mà liên lạc. Sau này không biết có không thì không biết. Vậy là ông xã có bao giờ thăm con không? Không, Bỏ luôn. Vậy là được 7 tuổi là bỏ đứt luôn. hai đứa luôn, lúc nào mà có ngàn tới luôn. Chị lúc thời điểm đó chị có cảm thấy tiếc nuối không? Mà ban đầu thì còn suy nghĩ của cái biết học, còn suy nghĩ nữa Của cái hả? bỏ luôn, Có của luôn hả? của nhiều của cải rồi bỏ hết trơn Nhiều luôn, lắm đúng không? bò ghe đi biển đồ này kia đầy đủ. Bỏ tất cả. Buông xuôi. Đúng ra là chị phải bỏ từ lâu rồi, không phải là em, cái này em nói là em ấy gì đâu, nhưng mà đúng ra là Hằng mình hà dữ lắm, lúc đó là mình làm mai được mấy ngày là mình cưới hả? cũng tháng hai tháng Trời đất ơi, sao mà thời đó mình máu dữ hả? vậy giờ mới Ừ? khổ. Nhưng mà thời đó mình có máu Có biết đâu. không? Trời ơi, sao sao không biết. Vậy là mẹ nuôi làm mai, cái là mình quyết định luôn, trao thân gửi phận. Mà cuối cùng là trao nhầm ha. Ủa thế chứ lại là bây giờ là vừa rồi ra kiếm con là ông xả rượt luôn. Dù gì không còn cái tình yêu thì phải còn cái tình nghĩa chứ. Con chung mà. Đi mà cũng sợ nó nhầm khi nó có liên lạc thì mình không biết, thì nhầm khi mình đi đại vậy đó. Vậy là con bỏ đi là gần 1 năm trời rồi. Không biết được tin tức ở đâu hết. Vậy lúc con bỏ đi là mới có 16 tuổi đúng không chị? Năm nay mới 17 đúng không? Bé là sinh năm bao nhiêu? 2007. 2007, đúng rồi, năm nay 17. Vậy là năm rồi là 16. Lúc đó có ai rủ rê con nhà mình đi không? Nghĩ không biết nữa, nó cũng không có đi chơi nữa. Tôi cũng không biết, em đi mần tối ngày, đi mần hết ngày tới đêm, luôn cả hai đứa nữa. Là thời điểm đó là mình ở quê hay là ở đâu? Quê Là cả hai mẹ con, ba mẹ con chứ? ba mẹ con ở nhà trọ mới có cất nhà mấy năm nay, Ui giỏi dữ hả? Mình cất nhà to không? nhà cấp 4 Là tự bàn tay chị làm ra chị cất luôn. tự hồi thằng trai lớn nó phụ. Nhà to không chị? Nhà cũng trăm mấy, hai trăm. Ồ vậy là giỏi á. Chị là phụ nữ mà chị như vậy giỏi. Bây giờ mình giàu rồi, mình có tiền rồi. Ông chồng ông hối tiếc rồi, ông hối hận rồi. Ông có hối hận không? Ông hối hận nên ông tức ông với cầm ra ông giựt chị á. Đúng Có không? mấy con ở với con đó. Bây giờ mình phải đẹp lên. Mình về mình sửa soạn đẹp lên cho ông thèm chơi vậy á, được không? Ừ. Là chị thì không bao giờ chị suy nghĩ là đi bước nữa ở vậy nuôi con. Bây giờ chị có hay lên mạng không? Chị lên mạng là chị cẩn thận đó nha, bây giờ mấy ông sồn sồn là ông ghê lắm á, cứ dụ dỗ mấy cái bà mà thôi chồng này để mấy ông dụ á nha. Em nói nghiêm túc á, cái này không phải em nói giỡn đâu, tại vì thấy chị buồn quá nên mà em có thể Nhà có tâm cháu sự vài câu vui 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 cho chị khuây khỏa thôi. Đừng có nghe mấy ông mà lên mà ngọt ngọt, ơ trời ơi em ơi anh yêu em đẹp ngọt, lắm này. cái ngọt giờ chị đâu sống với con chị cho khổ dữ. Đúng rồi, lên nghe mấy câu mấy ông đấy là ối rồi á, thua để về lại 3 bữa này ông lại rụt cho chạy này. Nhưng mà em vẫn đến giờ phút này em vẫn mắc cười. Chị nói chia sẻ cái bà chủ tọa thì bà nói là, chị nói lại xem nào, là cái gì? Mà chú tổ mới nói ở trên xứ nước mặn, ở trên xứ nước ngọt mà sao về xứ nước mặn, ở trên gạo trắng nước trong không chịu ăn, đi xuống đây ăn trà là gai mê củ quý bự, Của quý thật luôn hả? giờ chịu khổ vậy đó. Tếu vậy hả? Vui vậy Đó hả? hồi đó mẹ còn sống mà nó có mẹ luôn vậy đó, giờ cấp dưỡng mà người ta không chịu, dắt con về đi để đây ta giải quyết. Vậy là em hỏi thật này, bên nội có ai thương mình không? Bên nội thương lắm, Bên chồng á bên chồng á không có xích mích với ai hết, thương lắm hả? tại vì nó trứng Vậy nó nhậu quá, cái này kia thôi chứ bên chồng không xích mích là ông chồng ông gọi là ông không tốt thôi đúng không? Ăn chơi nhậu nhẹt. Hồi đó chắc chị ốm lắm đúng không? Bây giờ là mập rồi.
Vậy là chứng tỏ rằng là thoát khỏi tay ông chồng nó ra là cuộc đời mình thay đổi. Còn ông về sao về chồng mà còn ôm theo đánh dỗ mấy lần đó. Ôi ơi, chị là người con dâu tuyệt vời vậy hả? Về ở dưới thấy mắc cỡ rồi lên ôm về. Vậy là hơn một năm nay là con không có liên lạc về luôn. Chị đang sợ nhất là con mình sẽ gặp điều gì? Sợ nó này kia thôi, đi ra ngoài kia, gửi đi ra ngoài kia mình không có tiền mình chuộc nổi thôi vậy đó. Sợ gì đâu. Chị bây giờ là con trai là lấy vợ chưa? Dạ rồi. Có xui luôn này hả? Có cháu nội, nhà cháu nội hai 17 tháng. Hôm nay về đây con trai có biết không? Con trai có động viên cho chị đi tìm không? Thì nó đi thấy mẹ khổ quá nó không muốn cho đi nữa tại gạn đi Con mà sao bỏ được đây? Cỡ nào cỡ không bao giờ bỏ con được chị ạ. Chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi chứ còn cha mẹ không bao giờ bỏ con được. Mà đặc biệt rằng trong năm 2024 thì em ghi nhận rất nhiều cái trường hợp mà tình trạng các bé gái bỏ đi. Rất nhiều. Từ đầu năm tới giờ nhiều lắm. Năm vừa rồi đâu có như vậy đâu. Mà không hiểu sao mà năm nay mà đi quá trời quá đất vậy á. nhà nó có hiếu lắm, không có quậy quạng gì chứ không đi chơi bạn bè gì ai chứ Khổ ha, bây giờ có còn có ba mẹ ở con. nhà mẹ thì nhiệt đậu thì cũng có thuốc Chị mập vậy nhưng chắc có bệnh trong người đúng không? Có bệnh không? đi có bệnh gì Vậy là cái này là tâm bệnh rồi. chứ cái gì con đó. Là tâm bệnh đấy chị ạ, bệnh về tâm lý rồi. Chị có điều nào chị muốn tâm sự với con gái của chị, hy vọng con gái của chị xem được video này để sớm quay trở về. Vậy con giờ ở đâu giờ giờ em thấy mẹ vậy con về với mẹ đi mẹ giờ khổ lắm mẹ để kiếm hết nổi Thương quá. Một người mẹ đơn thân chịu đựng ngần ấy năm trời. Lấy chồng thì gặp chồng không tốt, mà bây giờ thì cuộc sống riêng thì con lại bỏ đi. Sao mà niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì rất nhiều ha. Khổ quá cô chú anh chị. Rất mong tất cả cô chú anh chị xem video này, chia sẻ lan tỏa cho chị để sớm sớm ngày một ngày sớm nhất thì con gái của chị sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với chị. Làm phụ nữ mình khổ không chị? Làm phụ nữ khổ ha. bé như ta này nọ con này muốn chung thủy với con không nó còn tới giờ lúc này mà nó còn chưa chịu nữa Ai chưa chịu yêu? như gái Con gái chưa chịu mình là chưa chịu. lẽ như thấy mẹ mình vậy có nhà cửa rồi mẹ nghỉ con đi làm cái nhà mẹ đi con chịu nữa con bỏ đi vậy đó. Con gái có bao giờ mà có mong muốn về bên ba không? Không có đâu, Không không có có liên lạc đâu. Theo nó đi với cha nó thì nó cũng nói với anh nó. Này nó đi, nghĩ là nó có đi với thằng bạn thôi. thằng bạn nào? Không biết nó có quen bạn trai không, chứ thằng trai nói là nó có, nói là nó đăng hình lên. Vậy là con gái nhà mình học hết lớp mấy? Dịch, nó nghỉ mùa dịch thôi, nó hết lớp 8 rồi. Nó mẹ ơi, cho con đi làm phụ mẹ đi để mẹ đi làm với anh đi làm con học ở nhà dịch cũng học cũng được cái gì thôi giờ cũng học hết lớp 8 rồi mẹ cho con nghỉ thì nghỉ đi làm nó cũng cả năm mà Thôi cố gắng lên chị ạ. Dù sao thì sóng gió chị cũng đã chịu nhiều rồi. gắng vượt dữ lắm Em biết là chị là một người phụ nữ rất kiên cường, là chịu đựng á lắm từ lúc mà có gia đình sống chung với chồng cho tới thời điểm hiện tại thì chị đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi. Đắng cay ngọt bùi chị nếm hết rồi đúng cái không ạ? gì cũng chịu chứ Mạnh mẽ lên nha chị. lắm Hy vọng rằng là con gái xem được video này thấy mẹ của con. Về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con thì con đang ở phương trời nào đó sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ. Bởi vì bản thân con là con gái mà đặc biệt rằng là bên ngoài xã hội rất nhiều cặp bẩy. Có thể tới giờ phút này thì con bị những đối tượng xấu dụ dỗ, thậm chí là ép buộc để làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật để vì lợi ích cá nhân, vì đồng tiền của họ. Thì rất mong rằng con gái suy nghĩ lại đang ở đâu đó hãy nhanh chóng quay trở về. Nếu mà cái trường hợp mà con không, những người đó không cho con về thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải Bình Dương 0913785858 thì các chú sẽ có cách có hướng sẽ đưa con về một cách an toàn nhất để về đoàn tụ với mẹ. Con gái xem được thì con gái suy nghĩ lại, con gái thương mẹ đi. Đời của mẹ là đắng đắng cay nhiều hơn là ngọt bùi.
Nên mà suy nghĩ lại, thương mẹ thì về đi. Mẹ khổ nhiều rồi. Chị cứ yên tâm nhá. Nay chị về chị cứ bình thường bình tĩnh đi, cứ tiếp tục công việc. Mình có cháu cháu nội là mấy cháu rồi. cháu nội chơi nên 17 tháng 17 tháng cưng muốn chết rồi, là về mình đang gặp cháu giờ nội cũng đúng an ủi cũng hơi đỡ, không bớt cũng bớt buồn, không? cũng Con hơi cũng chịu cũng không nổi nữa. về chăm cháu nội thì cái chuyện tìm con thì anh em sẽ cũng như là nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ tìm phụ gia đình nhà mình. Đừng suy nghĩ nhiều chị ạ, à, suy nghĩ nhiều mệt lắm. Nhá. Thì muốn quỷ lắm mà tại gán gượng gạo. Thôi, mình phải kiên cường lên. Những cái chuyện đau khổ mình còn vượt qua được mà. Bao cái chuyện này ăn nhầm gì? Được không? Bây giờ về mà mấy ông ở xóm mà rủ đi uống trà sữa là mình có đi không? Đó giờ không đi uống gì ăn hết. Uống cà phê. Nhà cà phê mua cà phê ký không? Rồi đám tiệc là Đi. mình có đi không? Cũng lắm. Có ông nào tán tỉnh chưa? Chưa. Tại vì uống rồi. Chắc nhiều ông theo lắm này. Thôi em nói vui cho chị vui lên thôi nhá. Thôi cố gắng lên chị ạ nhá. Rồi thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để Đi tìm tới con mình đây là không? đường cùng phải chịu rồi, Là chị có đồng ý cũng không? hết đường suy nghĩ rồi mới nhờ anh em Em biết rằng là những cô chú anh chị về đây là hết hết cách rồi, mới cách nhờ anh rồi em, mới nhờ đúng anh không ạ? em Gọi là đi nát nước rồi, tìm gọi là đủ mọi cách rồi. đủ mọi cách. Nên mà mới nhờ anh em thôi. Mà anh em ở đây là sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh Không em phân biệt nhiều. giàu nghèo hoặc là phân biệt vùng miền gì hết. Anh em là luôn hỗ trợ tất cả bà con mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là trong cũng như ngoài nước, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà giúp đỡ là giúp đỡ trên cái tinh thần là luôn luôn phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam. Giúp những cái việc đúng đắn chứ không phải là giúp những việc sai đâu. Thôi chị cố gắng. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp bé gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại mẹ. Dạ rồi thì xin phép chào chị gái cũng như là chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn và ghi nhận công lao của tất cả cô chú anh chị rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải. Em xin phép xin chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.